ăn thì súp mới đặc. Khoai đó, ba miền đây còn lá chi. Gấp đôi lửa bò hầm trong gói nước cốt 2X của mì ba miền. Nước súp đậm đà cực thơm ngon. Thiệt xứng, ba miền này chung nghe. Mì ba miền, đậm đà hương vị Việt. Thầy vĩ ngửi hạt bật nấy ma bì. Yeah.